Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hoa đụng độ hội chị em cùng thời Hương Ly, Lệ Nam, ai đỉnh nhất? Không còn là đồn đoán, Bùi Quỳnh Hoa chính thức ghi tên mình vào đường đua chinh phục chiếc vương miện cao quý của Miss Universe Việt Nam đối đầu với Hương Ly, Lệ Nam. Mới đây, trang chủ Miss Universe Việt Nam đã công bố Bùi Quỳnh Hoa là thí sinh tiếp theo góp mặt tranh tài cho suất thi quốc tế tại Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 diễn ra tại El Salvador vào tháng 11 tới. Nếu may mắn mỉm cười với Quỳnh Hoa, cô sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc đình đám này. Mặc dù cuộc thi hiện tại đang gặp phải một số rắc rối, nhưng sức hút của Miss Universe vẫn không hề suy giảm đối với fan sắc đẹp nước ta và trên toàn thế giới. Thông tin Bùi Quỳnh Hoa xác nhận tham gia ngay lập tức khiến cộng đồng fan sắc đẹp nháo nhào, bởi lẽ sự xuất hiện của mỹ nhân Hà Thành làm cho cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chưa kể, Bùi Quỳnh Hoa lại là cái tên không còn xa lạ đối với công chúng nói chung và người hâm mộ nhan sắc nói riêng. Cô nàng từng xuất sắc giành giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018, giải thưởng phụ siêu mẫu có gương mặt đẹp nhất, lọt top 10 Miss Universe Việt Nam 2022 và quán quân của Supermodel International 2022. Ngoài ra, người đẹp còn tham gia cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018. Sau khi đạt được những thành tựu nhất định, Quỳnh Hoa xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn thời trang cũng như đảm nhận các vị trí giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Do đó, sự góp mặt của cô tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam mùa giải năm nay càng khiến người hâm mộ thêm hy vọng Việt Nam sẽ có cơ hội thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới. Nói về quyết định trở lại sân chơi Miss Universe Việt Nam một lần nữa, Quỳnh Hoa bày tỏ: "Bạn sẽ thất bại nếu ngần ngại trước những cơ hội mà cuộc đời đem lại cho mình. Bản thân tôi còn nhiều khuyết điểm cần khỏa lấp. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua tôi đều tự nhìn nhận và cố gắng thay đổi để trở nên khác biệt hơn. Hành trình này tôi biết sẽ thật sự khó khăn nhưng không sao, vì xung quanh tôi vẫn còn tình yêu của mọi người mà. Mong rằng mọi người sẽ cổ vũ để tôi có thể chinh phục ước mơ nhé." Nhìn mặt bằng chung, Quỳnh Hoa hiện là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Miss Universe Việt Nam 2023. Đặc biệt, mỹ nhân Hà Thành sẽ chạm mặt lại các thí sinh của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 như top 5 Nguyễn Thị Hương Ly, top 10 Nguyễn Thị Lệ Nam và top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Phạm Thư. Được biết, thế mạnh khi tham gia cuộc thi của Bùi Quỳnh Hoa đó chính là khả năng catwalk đỉnh cao cùng thần thái chuyên nghiệp trên sân khấu. Điều đáng tiếc nhất của người đẹp tại Hoa hậu Hoàn Vũ năm ngoái là cô chưa có cơ hội góp mặt vào top 5 để thể hiện kỹ năng ứng xử của mình trước đám đông. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Quỳnh Hoa, Miss Universe Việt Nam 2023 đã ghi nhận khá nhiều ứng viên nổi bật được truyền thông chú ý nhờ sắc vóc hoàn mỹ như Hương Ly, Lệ Nam, Emma Lê. Một gương mặt cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp đó chính là cô gái ED Hơ Duyên Brong. Cô nàng sinh năm 2000, gây sốt bởi vẻ đẹp hiện đại, thân hình cân đối quyến rũ và gương mặt rất tây. Hơ Duyên nổi tiếng khoảng 3 đến 4 năm nay trong vai trò người mẫu ảnh. Hiện tại người đẹp là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và đã được một công ty âm nhạc chọn làm nghệ sĩ độc quyền. Hơ Duyên Brong sở hữu cặp mắt sâu, lông mày sắc sảo, sống mũi cao và thẳng, lại thêm đôi môi căng mọng cùng làn da trắng như bông bưởi khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Trong những bức ảnh đời thường, Hơ Duyên có ngũ quan hài hòa, gương mặt lạ và có chất riêng, vẻ đẹp rất tây khiến Hơ Duyên bị lầm tưởng là con lai hoặc đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người yêu thích nhan sắc của Hơ Duyên hy vọng cô có thể tiến sâu vào vòng trong của Miss Universe Việt Nam 2023. Thậm chí có cư dân mạng còn đùa rằng hãy trao vương miện luôn vì với nhan sắc này không dễ để tìm ứng viên xinh đẹp hơn. Theo thông tin từ ban tổ chức công bố trước đó, chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Tân Hoa hậu sẽ có một tháng để chuẩn bị lên đường dự thi Miss Universe lần thứ 72. Ngoài ra, hai cô gái trong top 5 sẽ có cơ hội được tham dự hai sân chơi sắc đẹp quốc tế khác vào năm 2024.